Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn, để cập nhật những video về trồng bông Vạn Thọ ha. Thì hôm nay thì mình tiếp tục là mình quay video, mình trả lời câu hỏi cho một số bạn đã bình luận trong kênh của mình. Thì ở đây thì mình có là chuẩn bị một cái điện thoại nè các bạn, để mình trả lời câu hỏi cho các bạn nè. Thì câu hỏi đầu tiên là của bạn là Long Nguyễn nè. Thì bạn này bạn hỏi mình á là bạn pha ra cái thuốc sâu cũng như là cái thuốc kích bông để mình xịt ở trên cây bông Vạn Thọ của mình có được hay không. Thì ở đây thì mình trả lời cho bạn Long Nguyễn ha. Thì bạn Long Nguyễn thân mến nè, thì khi mà cái bạn kết hợp cái thuốc sâu á, ví dụ như là Radiant nè hoặc là Depathon với cái thuốc là siêu bông kích bông này nọ đó các bạn, thì bạn hoàn toàn bạn có thể là xịt ở trên cây bông Vạn Thọ của mình để cho cây bông Vạn Thọ của mình là nó to bông hơn ha. Nhưng mà bạn lưu ý nè, cái giai đoạn các bạn mà nó đang làm nụ nhỏ nhỏ như thế này nè, cái này nè, thì mình hoàn toàn là mình có thể là mình xịt được nha. Nhưng mà khi cái bông của mình các bạn mà nó to hơn cỡ này ha, nó to hơn cái này nha, thì bạn xịt vô á là có thể là cái cánh bông của bạn á nó sẽ bị mau tàn. Đối với những cái giống là màu vàng ha, cái lối mà từ khoảng đâu là 25 26 tháng 12 âm lịch của mình á, thì cái bông của mình á nó có thể là nó bị là trắng cánh nha bạn Long Nguyễn nha. Thì đó là câu hỏi đầu tiên là mình trả lời cho bạn Long Nguyễn nè. Và tiếp theo thì mình sẽ chọn một câu hỏi khác để mình trả lời cho bạn ha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Ngọc Mai nha mọi người. Điện thoại mình nó đang lấy nét, đưa vô điện thoại này nó bị lấy nét. Thì bạn này bạn hỏi mình là anh ơi là chừng nào là mình mới ngắt nụ xung quanh cái hoa cái. Có nghĩa là cái nụ, những cái nụ nhỏ như thế này mọi người nè. Cái này là cái hoa cái nè. Còn cái này là cái những cái nụ ở xung quanh cái hoa cái nè. Thì bạn thích thì bạn lặt ha, còn như mình ở đây thì mình sẽ không có lặt. Mình chỉ lặt những cái chèo bông như thế này nè, nó. Ví dụ như nó chỉa ra như thế này nè, mình có thể mình để thì mình để, mình không để thì thôi thì mình lặt. Mình lặt á thì những cái dinh dưỡng các bạn thì nó sẽ tập trung, nó sẽ nuôi ở trên cái bông chính của mình ha. Thì mình cũng đã làm một cái video đó rồi, nhưng mà hiện tại là YouTube nó chưa cho xuất bản nên mình chưa có xuất được. Thì các bạn là có thể là đón xem vào những cái video sau của mình ha. Khi mà nó cho xuất thì mình sẽ xuất ra nha mọi người. Rồi thì tiếp tục là mình sẽ trả lời câu hỏi về bông Vạn Thọ ban mai nè. Câu hỏi của anh là Khánh Hòa nè. Để mình lấy nét nó lại nha mọi người. Vẫn chưa được mọi người. Để mình giục cái điện thoại xuống đây. Đây mọi người, là anh này anh hỏi mình á là bạn trồng đè điện trồng cái Vạn Thọ ban mai đã 3 năm rồi mà sao cái nụ cũng như là cái lá của nó là nó bị cháy, hỏi cách khắc phục. Đối với cái câu hỏi này thì trước đó là mình đã chia sẻ vào những cái video trước rồi. Đối với cái hoa Vạn Thọ ban mai các bạn, nó rất là khó trồng luôn. Cái thời gian mà gieo trồng của nó thì nó trùng với cái giống Vạn Thọ thường của mình. Nhưng mà nó là mình sẽ không có đi cơi như những cây bông Vạn Thọ của mình đó, là mình đi cơi là cơi một hoặc là cơi hai là mình sẽ ngắt gọn cho nó. Còn đối với cái Vạn Thọ ban mai đó, là mình sẽ ngắt nụ và mình bỏ nó đến là từ thời gian là từ mùng 10 tháng 12 âm lịch cho đến là ngày 15 tháng 12 âm lịch là mình sẽ không có ngắt nụ, mình bỏ nữa và mình để nó như vậy là nó sẽ trổ hoa đúng Tết ha. Thì cái thời điểm này mình đang quay video là cũng là rằm nha mọi người, thì cái nụ nó cũng tầm cỡ này đó. Và cái nguyên nhân mà nó bị cháy là do là mình xịt những cái dòng thuốc mà dạng nóng, ví dụ như có ký hiệu là EC nha mọi người ha, hoặc là có hoạt chất là Mantalaci nè hoặc là Mancozeb nè. Nó thì khi mà mình xịt trên cái bông Vạn Thọ ban mai của mình á là nó sẽ bị cháy lá liền. Ở trên bông Vạn Thọ ban mai á, thì nó có hai cái bệnh chính, một á là lở cổ rễ, hai là cháy lá. Nó thì mình chỉ sử dụng những cái loại thuốc xịt xịt sâu, ví dụ như là Repathon nè, Vitaco nè, hoặc là Angung nè, hoặc là ra đi ăn nè nó, hoặc là những cái thuốc sinh sinh học là nó sẽ không có bị là cháy lá trên cây bông Vạn Thọ ban mai của anh nha, anh Khánh Hòa nha. Thì đó là mình cũng vừa trả lời một câu hỏi về bông Vạn Thọ ban mai ha. Bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình nha. Tiếp tục thì mình sẽ chọn một câu hỏi khác để mình trả lời cho các bạn cùng tham khảo nha. Rồi thì tiếp theo là câu hỏi của bạn là Phạm Tiểu Thuyết. Đây mọi người, thì bạn hỏi mình là hoa trổ rồi mình có thể tưới nước trên bông được hay không. Thì đó là một câu hỏi khá hay ha. Thì theo mình các bạn thì các bạn có thể là bạn xịt sương ở trên cây bông Vạn Thọ như thế này nha mọi người ha. Có nghĩa là nó dính nước ít thì được, nhưng mà dính nước nhiều các bạn có nhiều lúc á
nó sẽ đọng nước tại trên cái nụ hoa của mình này nè, ở trên đây nè, nó sẽ làm cho cái bông của mình nó bị đen nó. Thì do đó khi mà mình tưới nước các bạn thì bạn nên tưới ở dưới gốc ha. Còn đối với những anh kinh doanh thì mình thấy là các bạn cứ tưới nó thoải mái luôn, tại vì ở dưới đó các bạn nó đạm dinh dưỡng nó cao. Còn nếu như mà mình kỹ thì mình có thể là mình tưới nước nó tại gốc nha mọi người ha, thì nó sẽ là ổn hơn chứ mình tưới ở trên các bạn. Có nhiều loại giống trên này nó sẽ bị đen cái bông nha mọi người, chứ thật ra thì nó cũng không có ảnh hưởng gì hết nha. Phạm là bạn Phạm là Tiểu Thuyết nha. Đó thì đó là mình trả lời cho bạn Phạm Tiểu Thuyết là như vậy. Tiếp tục nữa thì mình sẽ chọn một câu hỏi khác để mình trả lời cho các bạn nha. Rồi thì câu hỏi tiếp theo của bạn là Lính Tam Giác nè. Ở đây nè các bạn, mình lấy điện thoại lên. Và bạn này bạn hỏi mình là anh ơi, là em đem nó vô máng mà sao lá nó rũ và nó héo lại. Thì khi mà cái cây dạng thọ của mình mà đem vô mát mà nó vẫn bị héo thì bạn nên kiểm tra lại cái bộ rễ của nó nha. Thường thông thường thì mình đem ra nắng thì nó mới bị héo thôi. Tại vì mấy bạn nào mà dạng như nó làm nụ trễ đó thì mình đem ra nắng cho nó mau phát triển, nó xào lá, cái nụ của nó các bạn, nó mau to ra thì lá nó phải héo. Còn đối với những bạn mà đem vô mát mà nó bị héo đó, là các bạn nên kiểm tra lại cái bộ rễ của mình. Mình có thể tưới đạm cả hồi cho nó nha. Khi mà cây của mình mà nó quá yếu sức đi, mà trong cái thời gian này rồi là rằm rồi mọi người, rằm tháng 12 âm lịch rồi, thì bạn chỉ việc là tưới những cái dòng phân hữu cơ nha. Không nên tưới những cái dòng phân hóa học nha, khi cây của mình mà nó yếu nha mọi người. Cây của mình mà nó yếu mà tưới phân hóa học là nó bứt rễ luôn á. Nó chỉ tưới khi cây của mình mà nó khỏe mạnh nha mọi người ha. Nhưng mình cây mình ở đây thì nụ nè, rồi cũng như là bông này nọ là nó ok lắm. Ở đây mình tưới cái, mình rải chứ mình không tưới nữa các bạn. Mình rải cái phân DB nè mọi người. Nó còn phân DB nè, mình cho nó ăn từ từ vậy đó. Liều lượng tưới thì nếu như là 100g thì mình sẽ pha với là 20 lít nước vào mình tưới nha. Đó là khi mà cây của mình mà nó đã làm nụ như thế này rồi nè, thì mình thấy mình tưới nó như vậy. Còn đối với mà khi mà cây nó còn nhỏ thì mình tưới nó nhạt liều thôi. Ví dụ như là 80c phân ngâm pha với 10 lít nước vào mình tưới nha. Các bạn có thể xem lại những cái video cũ của mình. Mình nói nó hơi nhanh nha mọi người ha, mọi người nghe thông cảm nha, để mình kiếm một câu hỏi khác để mình trả lời cho các bạn nha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Linh Bùi nè. Đó. Và bạn này bạn hỏi mình là dạng thọ của em là bằng đầu đũa, sợ không kịp, giờ tới giờ mình có thuốc nào mà là cho nó bung hay không? Thì nếu như là muốn bung thì các bạn xài cái gói mà siêu bung chèo đó, hoặc là bạn có thể là tưới kết hợp cái phân 20-15 ha. Tưới phân 20-15 là nó sẽ là bung tàn á, cũng như là nó làm nụ tốt ha. Và đồng thời thì bạn nên tưới nước cho nó ít lại. Cỡ này nè, ví dụ như mình có những cái bông nhỏ nhỏ như cỡ này nè, nó thì bạn là nên thúc cái phần 20-15 cho nó nha. Nhưng mà có cái bánh dầu nữa thì ngon. Nó thì nó sẽ kịp tới thôi, nhưng mà mình giảm nước nó ít lại. Ở đây thì mình đã có những cái bông cái rồi nên mình cũng không có cắt nước làm chi, mình tưới nước đều đều lắm. Nhưng mình ở đây thì mình sáng mình tưới sương cho nó 1 lần và chiều mình tưới cho nó 1 lần. Và nó sẽ đúng Tết thôi. Đối với cái bông của mình nha. Ở đây thì mình đang lấy hai chậu ra, một cái chậu màu cam cũng như là cái chậu màu vàng cho các bạn xem nè. Cái chậu màu cam á, lúc nào nó cũng sẽ là trổ sớm hơn là cái chậu là màu vàng ha. Ở đây là cái chậu màu vàng, hai cái chậu này mình trồng lượt nha. Đó. Mọi người xem nè, đó. Màu cam là nó đã đổ bông rồi, còn màu vàng thì nó mới cỡ này thôi. Đó. Mọi người xem nha. Đó. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn Đạt Nguyễn nè. Bạn này bạn hỏi mình là phân thuốc gì cho cây mập? Đi hai phân 20-15 nha các bạn ha, hoặc là bánh dầu. Bánh dầu là mình ngâm là 1 kg bánh dầu là pha với là 20 lít nước để mình ngâm cho nó, xong đó mình tưới cho nó nha. Tưới bánh dầu là cây nó mập lắm. Nhưng mà dạng như trồng ít đó, các bạn cũng lùi pha bánh dầu ngâm, chủ yếu là có phân gì mình rải phân đó thôi, chủ yếu mình trồng tại nhà mà. Thì đó là vậy nha mọi người ha. Tiếp tục là câu hỏi khác nè. Rồi thì câu hỏi tiếp theo của bạn là Giếng Lê nè. Bạn này bạn hỏi mình là anh ơi, là cho em hỏi là cây của em nó đã ra hoa và xé kén rồi, bây giờ em tưới nước trên lá hay vào gốc để cây nó phát triển? Cỡ này luôn nha mọi người ha. Bông của mình cũng đang xé kén nè. Như lúc nãy giờ mình quay cho các bạn xem á, thậm chí có những cái bông nó đã nở rồi luôn nè. Thì ở đây thì mình tưới các bạn, mình tưới vô gốc không à. Đây nè, mình bỏ phân rồi mình tưới cho nó ăn từ từ. Nó mình không có tưới ở trên cái tán lá làm chi đâu. Tại vì như lúc nãy mình nói á, nếu như bạn tưới trên đây thì cũng vẫn được thôi, chứ không gì đó. Nhưng mà nước nó vô đây nè, sau này vẫn như nó làm đen cái bông của mình,
bao bông của mình nó không có được đẹp. Mình tưới sương sương vậy nè, sạch sạch vậy là được thôi. Ví dụ như các bạn trồng ít nha, nó còn bạn trồng nhiều thì các bạn cứ thoải mái đi. Thì ở đây thì tưới nước trên thì làm bông của mình nó sẽ bị đen thôi. Đối với là một số giống nha, chứ không phải là giống nào cũng vậy nha mọi người. Ở đây thì mình phải làm rõ cái vấn đề này cho các bạn hiểu. Rồi tiếp tục thì kiếm một câu hỏi khác để trả lời cho các bạn cùng tham khảo nha. Rồi câu hỏi tiếp theo là của bạn là Robo gì nè, không biết nè. Bên này bạn hỏi mình là chừng nào thì mình mới ngắt những cái ngọn xung quanh. Thì bạn bây giờ là bạn có thể tỉa được rồi. Ví dụ như những cái chèo phụ như thế này nè, bạn thích thì bạn để, không thích thì bạn có thể là bạn bỏ nha. Nó cũng không có đẹp mấy á, thì bạn tỉa nó bỏ nó đi, thì nó sẽ tập trung dinh dưỡng nó nuôi ở trên thôi. Đây nè, ở đây thì mình chia sẻ cho bạn vậy. Rồi câu hỏi nhanh của bạn là Roboro gì đó thì mình cũng đã trả lời nha. Rồi nè, câu hỏi của bạn là Trung Nguyễn nè, bạn này bạn hỏi mình là bông của em mới ra như hạt tiêu, có kịp Tết không anh? Nếu mà mới ra trong thời điểm này mà rằm mà nó mới ra như hạt tiêu là cỡ này nha, hạt tiêu là cỡ này nè, là không có kịp Tết nha. Bạn ngắt nước nha, giúp mình nha. Sáng thì mình tưới sương sương thôi, trưa chứ chiều thì mình rút nước lại, mình cho nó xào lá luôn. Bạn thấy nó héo héo, bạn đừng có sốt ruột chi đâu. Bạn mà thấy nó sốt ruột, bạn tưới nước vô nữa là nó sẽ trễ Tết đó. Bạn cứ tưới cho mình là buổi sáng thôi, bà làm cho mình là như vậy là khoảng đâu là 3 ngày đi, thì nụ của mình thì nó sẽ to hơn nha mọi người. Và đồng thời là tưới cái phân là 20-15 hoặc là 30-10-10. Nhưng mà tưới 20-10-15 đi, tại vì trong 20-15 nó có cái kali á, nó giúp cho bông của mình nó mau phát triển hơn. Rồi thì video mình chia sẻ cho các bạn tới đây thôi nha mọi người nha. Kiểm tra lại là mới hết câu hỏi rồi. Thì các bạn bình luận nhiều thì mình trả lời nhiều nha, còn các bạn bình luận ít thì mình trả lời ít nha mọi người. Đó, còn sót câu hỏi nào thì các bạn có thể là bình luận lại nha. Rồi thì mình xin được mến chào và hẹn gặp lại trong các bạn trong những video kế tiếp của mình ha.